sân bay các bạn. Trước mặt chúng ta là một sân bay rất là lớn luôn, và chiếc máy bay vàng rất là vàng luôn này. Phía trong là đường bay nha. Phía trong là đường bay, chúng ta sẽ xem nó máy bay có cánh chưa. Một chiếc máy bay của hãng, đứng từ hãng Việt Nam Airlines có cánh. Và chiếc máy bay của hãng gì đây, Tucan gì đây, rất là lớn luôn. Tới con đường này luôn, vãi thật sự. Xe chạy rất chậm luôn, chẳng hiểu nó chở nặng hay sao mà nó chạy chậm, rất là chậm luôn. Xe chạy mười mấy km trên giờ, vãi cả nồi luôn. Thì đây là giống như một cái khu vực cảng cho anh em, cho nên những chuyến hàng chúng ta chở nó không được chạy xe cho lắm, nó chỉ vòng vòng trong thành phố này thôi. Đó, view cho anh em xem này, thành phố cảng, nhìn thấy cảng chưa? Ghê gớm, rất là ghê gớm. Trong công ty thì nó làm những cái G này này, nó G rất là dòng sắt luôn. Hư hại thùng hàng, đúng rồi. Chết là hư hại thùng hàng rồi, trả hàng có được hay không lấy đây. Thank you.
chúng ta đã về rồi, để coi có đủ tiền không. Wow, yes, chúng ta đã đủ tiền rồi, chúng ta sẽ trải nghiệm trên chiếc xe. Ok, mình sẽ mod xe cho anh. Thì đây là những